Gói, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Vì còn có một tuần nữa là format mới đã diễn ra rồi, cho nên là xây team mới thì cũng không kịp, cho nên là chúng ta sẽ đánh luôn với team hệ độc này lần cuối cùng. Và có thể là trong tuần sau tôi sẽ đăng một clip All Star, kiểu một team sử dụng đầy đủ các hệ, để coi như là kết thúc cái format đánh huyền thoại này. Nhưng mà giờ nói chung là tập trung đối thủ phía trước đi. Đang có Calyrex, Ice Rider, ok, áo quân của giải vô địch thế giới. Sarita. Bên đội hình đó chắc là chơi Trick Room rồi đó. Mình không có nhiều con Trick Room cho lắm. Đã vậy còn... còn toàn là mấy con... tốc độ nhanh không? Vậy đi. Kệ đi. Phải coi đối thủ mình sao đã chứ. Trong lúc đánh team này thì tôi cũng đang tập trung số lượng, tập trung thu phục vài con mới để chuẩn bị cho format mới vào tháng sau. Hy vọng là các bạn sẽ thích đội hình đó. Và trong tuần sau thì cũng có đội hình All-Star. Tôi thấy Leorang cũng khá tốt. Ok, trời mới vô đã quất Calyrex với lại Varigraph rồi. Muốn sức up Trick Room vậy à? Tôi không biết là con nào sẽ set up Trick Room. Có thể con Calyrex nó sẽ bảo vệ nó lượt đó. Cái này thì mình cứ foul play vô con Calyrex đi, rồi slip powder vô con Varigraph. Để coi nè. Ủa, con Calyrex nó không có bảo vệ hả? Ok. Là đánh luôn à? Oh my god. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Ok, đánh luôn. Wow. Chilling này. Nếu mà tôi foul play thêm con Calyrex một lần nữa thì chắc có lẽ sẽ được. Tôi không biết nữa. Tôi sẽ foul play thêm một lần nữa. Với lại con Calyrex nếu mà nó đứng đây thì tôi hit wave vẫn được, người ta nó chưa trick room mà. Foul play. Rồi hit wave. Sao? Tính làm gì? Tính sao? Giờ mấy bạn tính sao? Ok, mấy bạn rút về, ok luôn. Ok, hợp lý. Nếu là tôi cũng rút về. Được đấy. Ôi, nó chọn đúng một con khắc chế luôn á. Ôi trời ơi, con quỷ Raging Ball này nó cứng quá vậy. Không sao, mình có Dazzling Gleam. Nhưng mà quan trọng bây giờ nếu mà mình mà tấn công bằng con Raphael là thế nào, mình cũng bị Thunderclap à. Nên tôi sẽ đổi con Eternatus ra. Rồi dùng chiêu Dazzling Gleam. Tôi không biết là chiêu Thunderclap của con Raging Ball tôi có nên Terra không ta? Không. Bởi vì con Eternatus của tôi cũng sợ chiêu hệ băng lắm, cho nên là tôi sẽ để dành Terra cho con Eternatus. Ôi, hy vọng con Raging Ball nó không có. Ui, còn có một miếng nữa. Dragon sống. Sao mà sống nổi. Ok. Ui, đau thế. Má ơi, chiêu Dragon Meteor đau thế. Còn chút xíu nữa là xử được con Raging Ball rồi. À...
tôi chắc là sẽ xử được con Raging Bull, nhưng mà không biết con Raging Bull nó sẽ xa nhắm chiêu Thunderclap vô con nào. Tôi hy vọng mà nó không nhắm vô con Rafaiai. Hy vọng mà nó coi thường con Rafaiai một chút đi. Coi thường con Rafaiai một chút đi. Nếu mà là Raging Bull nó sẽ, theo tôi nghĩ là con Raging Bull nó sẽ nhắm chiêu chùm sao rồng vô con Eternatus đó. Nhưng không. Trời ơi bà nội mày, sao mày lại nhắm vô một con nhỏ bé như thế hả? Mày có thấy đau không? Thực ra tôi cũng biết trước rồi, nhưng mà lượt sau là con Ferrigraph tỉnh rồi. Không đánh con Ferrigraph là nó dựng chiếc room liền. Thấy chưa? Ấy, ui giời ơi, không xử con Ferrigraph phải dựng trick room liền. Ôi da, bên bển còn 3 con lận, tuyệt vời luôn, xuất sắc luôn. Chúng ta nên gia tăng sức chống chịu cho Eternatus cái nè. Ủa không, nhưng mà cỡ nào nó cũng phải cao thôi. Nếu là tôi sẽ phải cao. Cơ hội hiếm quá mà sao bỏ qua được. Cái gì đây? Cái gì nữa đây? Terra. Terra hệ gì? Hệ nước. Ok. Cũng hợp lý đi. Rồi chứ Psychic Noise. Psychic Noise ngăn cho mình không thể nào hồi máu được trong vòng 2 lượt thì phải. What? Cái gì vậy trời? Trời đất. Critical hit. Trời ơi, xui gì mà xui dữ vậy. Và thế là lượt đầu tiên của chúng ta đã thua cuộc. Cũng hợp lý đi. Ờ ha. Thật ra nếu cỡ nào họ cũng set up được trick room mà. Thôi qua lượt 2 đi. Rồi. Đối thủ là Shadow Rider Calyrex. Này, mới vô mà không có một cái khí thế nào hết, thua được một rồi. Giờ Shadow Rider là chắc chắn là phải mang con Grafaia với lại con Overquill rồi đó. Overquill là có hệ bóng tối, là xử được con Calyrex. Kỵ sĩ ma. Tôi chỉ không biết là bên kia nó có mang Chiyu hay không. Tôi sợ con Chiyu lắm. Con Chiyu mà đi chung với lại con Calyrex Ice Rider. Ủa Calyrex kỵ sĩ bóng đêm là thấy đời mình tàn rồi đó. Sao đây? Cái gì tới luôn đi nè. Gì đây? Ok, Urshifu nước với lại Tornadus. Ok, một sự lựa chọn rất là cliché nha. Tôi sẽ tạo nắng. Tôi đã rút kinh nghiệm rồi. Mình sẽ tốc độ, tôi đang có tốc độ chậm hơn con Tornadus, nên là mình sẽ tạo nắng. Sẽ dành ưu thế tạo nắng cho mình. Sau đó thì nỗi sợ của con Venusaur là con Tornadus, nên tôi sẽ ru ngủ con Tornadus. Hên quá. Họ bảo vệ lượt này. Ủa? Sao? Bên kia tính làm gì? Tính... Ủa bên kia làm gì vậy? Chắc bên kia tính là Blitz Windstorm mình quá. Tuyệt. Ngủ đi cưng. Rồi bây giờ ở đây thì chúng ta sẽ encore con Urshifu. Xong rồi tôi hút máu bằng Giga Drain. Đó, lượt thứ hai hợp lý. Mình đi từng lượt cho hợp lý để không có bị ao trình giống lúc nãy nữa. Tôi suy nghĩ lại một chút. Cỡ nào mình cũng nhanh hơn con Urshifu mà. Ok, họ rút nó về, tuyệt. NDD à. Thế là mình bị khống chế bởi không xài chiêu hỗ trợ được rồi. Một miếng máu.
coi chiêu foul play có xử được con Tornado không ta. Ôi, người ta cũng không đầu tư vô hệ vô công vật lý cho nó lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ giữ con Venusaur lại để đối phó với lại con Urshifu. Còn Eternatus, ra sân đi cưng. Giờ nhiệm vụ của cưng là, tôi nghĩ nhiệm vụ của con Eternatus ở đây sẽ là chống chịu á. Gì? Nó đang ngủ mà. Trời đất, trời đất. Ủa sao nó biết nó sẽ thức? Ủa sao nó biết nó sẽ thức? Trời đất ơi, trời đất ơi, chơi liều vậy? Rồi vậy mà cũng được nữa hả? Họ biết trước là nó sẽ thức cho nên là họ đã gia tăng sức mạnh cho nó. Ủa sao hay vậy? Trời ơi, cái nước đi thì tôi không có ngờ tới luôn á. Tôi có nên giữ con... Tôi nên giữ con Grafaii lại. Ít ra thì còn xử... Nhiều khi chưa foul play còn xử được con... Calyrex phía sau. Còn này thì tôi phải xử con Tornadus mới được. Con Tornadus... Nó đánh cũng hơi đau đấy. Nó rút được 1/3 cái máu của Eternatus là cũng hơi đau đấy. Ok, follow me. Bà nội mày. I see win. Không sao, tụi tao không quan tâm tới tốc độ cưng à. Đấy, tăng được một bậc thủ vật lý, thủ đặc biệt thì cũng an tâm nó xíu. Giờ nè, giờ sao đây? Tôi chắc chắn là bên đó sẽ sử dụng Follow Me nên tôi sẽ xử luôn con Indeedee cái. Rồi, tôi sẽ tiếp tục gia tăng sức chống chịu cho con Eternatus. Bên đó không Follow Me à? Ok, không sao. Không sao cả. Trời ơi, trời nắng mà trúng hoài vậy má. Chiêu này có 80% tỷ lệ trúng thôi, không phải trời mưa mà nó trúng hoài luôn á. Sao mà nó hên dữ vậy? Rồi, con Indeedee này xuống lỗ giùm cái. Đấy, mày im giùm tao cái. Nhưng mà rất có thể là con Overkill phải đi sớm rồi ta. Tôi sợ con Overkill sẽ đi quá à. Con gì đây? Họ tra ra con gì đây? Ok, Calyrex ra sân rồi bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi, nhức đầu quá bay ơi. Tôi nghĩ có khi nào con Calyrex bên kia nó sẽ chơi ra hệ tiên không, cho nên là tôi sẽ cho chơi chiêu hệ độc cho nó. Còn này tôi phải hồi máu lại cho con. Nhưng mà rất có thể con Eternatus sẽ chết trong lượt này. No, 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 baby, baby. Baby, baby, hear me. Baby, baby, baby. Ê, trời đất. Sao chiêu này trúng hoài vậy? Trời đất ơi. Cái chiêu đó có 80% tỷ lệ trúng rồi đó. Mà đánh nãy giờ 3 lần, trúng hết 3 lần luôn á. Cũng hơn con Eternatus còn sống à. Trời ơi, tao điên người thiệt chứ. Nó cũng đâu có cái gì có trang bị gì để tăng tỷ lệ trúng của nó đâu ta. Sao mà nó trúng hoài vậy? Bây giờ sao đây ta? Tôi sẽ chơi. Tôi không biết là mình nó sẽ sử dụng chiêu gì nữa. Tôi có nên hồi máu cho nó cho an toàn không? Đúng, nên hồi máu nha. Ủa, protect rồi, được. Mình sẽ sử dụng chiêu mình sẽ sử dụng chiêu encore. Đấy, phải trượt một lần chứ. Trượt con gì vậy? Ủa, được. Trượt ngay con mình cần. Nếu con Grafaii chết lượt này là không thể nào encore được. Encore nó liền cưng. Không để cho nó đẻ trứng. Encore nó liền.
Hồi máu, ui trời ơi, hên quá. Giờ ta đã đầy máu rồi. Không sợ tụi bay nữa. Đã đầy máu và tăng được gấp đôi khả năng phòng thủ rồi. Giờ là encore nè con. Đấy, mày nằm đó, mày tiếp tục protect đi. Ta sẽ xử con Tornadus này cái. Mày xử con Tornadus này một cái mới được. Sao vậy, sao vậy? Suy nghĩ lâu vậy bạn? Đúng. Tuyệt vời. Trời ơi, hên quá. Rồi tới lúc cái con Tornadus này phải đi rồi nè. Mày đi giùm tao cái đi. Ui. Tiếc nhưng mà không sao cả, đủ rồi. Vậy là đủ rồi, quá đủ rồi. Mày biến đi. Mày vậy mày múa nữa đi. Đó. Rồi đất ơi. Nãy giờ tao tha cho mày đó. Cái con quỷ nó phiền dữ như không biết nữa. Rồi bây giờ chúng ta chết cả hai con rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai con nữa mà thôi. Bên kia cũng vậy. Hai con bên kia hơi đáng sợ nha. Ừ. Nhưng mà không sao. Hệ cỏ của Venusaur chắc cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ hút máu con Urshifu. Xong tôi sẽ dùng chiêu hệ rồng lên con. Ủa mà khoan. Ủa, hình như lượt này, ủa hình như lượt này con Calyrex nó bỏ vệ đúng không vậy? Chết, lỡ chọn rồi. Không sao, không sao. Gì đây, Terra là gì vậy? Wow, Terra cho Urshifu, tuyệt vời. Ha, sao mình quên cái vụ Calyrex nó bảo vệ lượt này ta? Tuyệt. Họ nhắm vào con Eternatus. Làm sao mà làm lại cho dù có critical hit đi chăng nữa. Làm sao mà xử được. Bây giờ sao? Lượt sau là con Calyrex nó hết protect rồi. Nhưng Calyrex còn một lượt encore nữa thôi. Nó còn một lượt encore nữa. Tôi phải dùng sức xử con Urshifu mới được. Nó còn một lượt encore nữa. Đấy, đoán chắc mà nó phải xử được con Urshifu mới được. Con này cũng phiền lắm luôn á. Hên quá, chưa qua máu vàng. Máu của mình vẫn còn xanh. Máu còn xanh như anh đang còn trẻ. Cho mà chết. Đấy, vĩnh biệt mày. Mà tôi không chắc ăn rằng lượt sau là con Calyrex này chắc là sẽ có chiêu siêu linh để mà xử mấy con hệ độc của tụi mình. Tôi hy vọng là nó nhắm vô con Eternatus. Xong tôi sẽ recover lại. Smiting Force, Ôi dài ôi. Trời ơi. Một chiêu đi luôn con Venusaur rồi. Hồi máu lẹ. Rồi, Terra thôi mấy đứa ơi, Terra thôi. Rồi chúng ta đầy máu rồi, phòng thủ cũng tốt hơn rồi. Terra thôi mấy đứa ơi. Để nó chơi Expanding Force một lần nữa là coi như mình đi ăn cám liền. Sao đây?
tôi tin là chiêu Dynamax Cannon sẽ lấy được một nửa cây máu của con... của con Calyrex. Phòng thủ nó cũng không quá tốt. Nếu mà tôi đúng, bên kia đã Terra rồi nên chúng ta vẫn không sợ. Không sợ. Không sợ. Ôi, Spanifor, thấy chưa? U hên quá. Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Được, thấy chưa? Hơn nửa cái máu rồi. Vậy là lượt sau mình có thể thắng. Mày không có thể nào bảo vệ được nữa đâu con. Vĩnh biệt. Sống không ta, sống không ta, sống đi. Ô, còn sống, tuyệt. Vĩnh biệt. Đó. Ui, hên quá, hên quá. Trận này căng thế. Tuyệt vời. Một chọi một. Và chúng ta sẽ qua đến trận thứ 3. Trận này chết bào. Trận này tôi đã thay đổi đội hình một chút. Tôi sẽ sử dụng con Okidoki thay thế cho con Armoth. Đấy. Và mới vô mới thay thế là đã gặp con Terabagos đi chung với lại con Chiyu là thấy ngáp ngáp rồi đó. Nhưng mà con Okidoki tôi nghĩ là nó sẽ đủ sức để mà xử hai con đó bởi vì nó có thể giác đấu. Tôi cũng cân nhắc sử dụng Sneasler nhưng mà Sneasler nó hơi mỏng. Cho nên là gặp mấy con này Sneasler chỉ có thể ít nhất là nó đánh được 2 lượt nếu mà cầm Focus Sash thôi. Coi nè. Vô nè. Hy vọng con Okidoki này ok xíu. Ok, Terabagos mới ra vô trận liền. Đi chung với lại Whimsicott. Tôi không biết con Whimsicott này có Encore hay không. Giờ sao đây ta, tôi nên ru ngủ con Terabagos không ta? Rất có thể con Terabagos sẽ sử dụng chiêu Protect. Mà nếu nó không sử dụng thì sao? Ừ, thử đi. Đã bị overthinking mà còn chơi cái này nữa. Nghĩ nhiều quá mệt. Ngủ. Chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Mới vô nó đã xử con Raphael rồi. Không sao, mày ngủ đi con. Gió mùa tu mẹ ru con ngủ. Rồi, bây giờ sao đây? Bây giờ là parting shot. Hay là thấy parting shot nó cũng không có ảnh hưởng gì tới con Terabagos hết. Cỡ nào người ta cũng rút con Terabagos tới về à. Nhưng mà mình muốn rút con Grafaya này về mà vẫn đỡ đồng đội ra được, cho nên tôi sẽ parting shot nó. Xong sau đó thì tôi nên làm gì đây ta? Eternal Dust. Tuyệt. Lúc chúng ta không biết nên đảo con gì ra. Thấy chưa, rút con Terabagos về rồi. Con gì ra vậy? Yuyu rồi, Chiyu ra sân rồi, Bayo. Chết bà rồi. Chết bà, đang trong trời nắng nữa. Ui cha. Đang trong trời nắng, cộng thêm đặc tính con Chiyu nữa. Tôi không nghĩ là mình sẽ... Tôi rút Venusaur về là chính xác. Nhưng mà có điều... con Chiyu hệ bóng tối cho nên là mình không làm được gì nữa hết. Mới đó mà chết con Raphaia rồi. Okidoki ra sân xử nó liền. Nhưng mà tôi không biết sát thương của Okidoki là cỡ bao nhiêu. Nàng dại quá. Nên tôi sẽ Cosmic Power cho con Eternatus. Con Chiyu này lỗi game quá. Con Chiyu này cộng với lại con Chimpao. Không sao, tôi thấy con Chiyu là lỗi game hơn nha. Đi chung với lại con Calyrex lỗi game vậy. Terra hay gì vậy? Hay đất. Ê, đừng nói mày chơi Terra Blast nha con. Bên kia Encore. Ok.
cái chắc luôn, mày chơi cho con nào, mày vô con nào. Trời ơi, nó nhắm vô con internet của tôi. Trời ơi, chưa kịp làm gì luôn, chưa đã làm gì đâu, đã làm gì đâu. Dám chọc giận ông nội mày hả? Ôi, gì vậy? Ủa gì ghê vậy? Ủa? Ủa sao ghê vậy? Sao xác tôi có Okidogi ghê vậy? Vậy trời vẫn còn nắng, trời vẫn còn nắng. Tốc độ của con... của con Virusor vẫn còn được, vẫn còn được. Ủa? Ủa con Chiyu nó thay ra hệ đất rồi mà. Đâu còn hệ bóng tối nữa đâu mà sao mình một hit đi luôn vậy? Rồi con tiếp theo chúng ta cần nên xử lý là con Whiskas nè. Chúng ta có Poison Jab. Nhưng mà khoan, rất có thể con Whiskas nó có Focus Sash. Để bảo vệ được này coi thử coi tình hình sao đây. Dù sao con Iron Hands nó cũng chậm hơn mình, dù là có trời nắng hay không. Nó Protect. Ba nào ấy mày, Protect đi, để tránh bị phay cao đi. Okidogi không có pro... phay cao vô con nào. Nó phay cao vô con Okidogi à. Rồi ok, ok Huề. Mà bên đó hết Tailwind rồi. Được. Tôi xử luôn con. Ê, tôi không nghĩ con Whiskas nó có Protect nha. Cũng lạ đó. Terra hệ đất nè, xử con Arnhance cái nè. Quá mệt mỏi rồi. Cái gì vậy? Nào nào nào, đừng nha. Theo Win một lần nữa, không sao cả, tao đang trong trời nắng. Ngủ tiếp đi cưng. Xong rồi chúng ta sẽ Poison Jab. Thế chưa nó có. Ok. Nó có chiều nó có Focus Sash. Bây giờ bị dính độc rồi, vậy là ngon. Ngon. Bị dính độc rồi là dính biệt mày luôn. Ê hên quá. Đặc tính của mình không phải là Toxic Chain, nhưng mà nó vẫn bị dính độc dễ vậy, hên quá. Terrabagos. Tuyệt vời, hai con đều đang ngủ. Bây giờ tôi sẽ Train Punch vô con Terrabagos. Xong rồi mình sẽ Earth Power vô con Iron Hands. Nó đang ngủ. Được. Rút được miếng máu của nó trước khi nó tỉnh. Để phá đặc tính của nó cái đã. Ui, sao... nó cầm Assault Vest đúng không? Cũng không được nhiều máu lắm nhưng mà không sao. À đúng rồi, con Chiyu Terra rồi chứ mình cũng không sợ nó nữa. Đó, cứ vậy mà tấn công tới lên. Con nào ngủ, con nào thức giấc. Đứa nào ngủ, đứa nào dám thức tao tét mông đứa đó hết. Trời ơi, mới nói mà nó thức rồi. Ui, đau đấy. Đau đấy cái con tay bự kia. Earth Power rút được tới đâu rồi rút. Rút được tới đâu rồi rút. Rút được tới đâu rồi rút. Ủa gì ghê vậy? Ủa sao lỗi? Ủa cái đem này có bị lỗi không? Cái sát thương của nó có bị lỗi không mà sao ghê vậy? Thôi không sao, không sao. Không sao. Thì ôi hên thế. Ủa ghê vậy đó. Không sao luôn. Chúng ta vẫn còn đầy máu của Okidogi.
Được, 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 được. Bên kia hết tailwind rồi, mình đánh trước. Đúng không? Đúng không? Nói tôi biết là... là tôi đánh trước đi. Nè, cầm tiền đô đi, đừng quyền với mày. Yeah. Yeah, mình đánh trước. Dính bị ok, con đô, ok đô ghi. Sát thương đỉnh vậy ta. Ủa tiếc quá ha, giờ hết xài được nó rồi. Ủa Ủa sao nét nó đỉnh vậy ta. Rồi, và đánh răng tuần này đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong đánh răng tuần sau. Nhưng mà sẽ có một clip khác là đầy đủ các Pokemon của các hệ. Hẹn gặp lại các bạn. Bye.